Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 22 tháng 3 đã công bố kế hoạch hiện đại hóa các hệ thống phòng không ở Moskva sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trong năm nay, một số hệ thống phòng không đã xuất hiện trên các mái nhà xung quanh Moskva trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Ukraine với vũ khí tiên tiến từ các đồng minh phương Tây có thể nhắm mục tiêu vào thủ đô của Nga. Ông Shoigu nói với các quan chức quân đội rằng việc hiện đại hóa hệ thống phòng thủ chống tên lửa ở Moskva sẽ được hoàn thành trong năm nay. Ông nhấn mạnh việc phát triển vũ khí phòng thủ là một trong những ưu tiên của quân đội. Theo ông Shoigu, quân đội Nga cũng sẽ thành lập một lữ đoàn phòng không được huấn luyện và trang bị các hệ thống tên lửa đất đối không S-350 thế hệ mới. Tuy nhiên, ông không đề cập liệu đây là kế hoạch mới hay có liên quan đến xung đột ở Ukraine hay không. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga và Crimea đã gia tăng trong những tháng gần đây. Hôm 22 tháng 3, giới chức ở Crimea tuyên bố Hải quân Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở cảng Sevastopol. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.